Hello đi. Hello mọi người, năm nay là Tommy có vệ rồi đó nha. Ai mặc ghế? Ủa, Tommy nhiêu tuổi? Đang học trường gì? Đang học trường quốc tế. Rồi con nói gì con? Hồi bữa con đi xe rồi bạn gì ngồi kế bên con, bạn gái nói sao? Bạn gì? Bạn tên gì? Ý Vân nói sao? Nó nói là bồ, làm gì? Làm bồ. Làm bồ. Rồi con với Vân làm bồ với Vân hả? Rồi con nói với Vân sao? Giết. Giết. Rồi hôm qua này sao? Làm bầu chưa? Làm lâu, đúng rồi. Làm lâu lắm hả? Làm bồ là làm gì? Bám không hiểu. Làm bồ sao? Nắm tay, nắm tay nhau không? Đi đâu cũng gặp nhau hết. Có hôn nhau không? Bậy gì, có hôn gì đây? Trong mày là lớp 1 năm, lý hơn lớp 1, 3 cách nhau một lớp thôi. Rồi sao? Tự nhiên làm bồ vậy thôi, là vậy là làm bồ hả? Modern vậy? Đi đâu cũng gặp nhau hết. Gặp nhau có làm gì có nắm tay không? Mà con có, con thích thích bạn Ý Vân lắm hả? Ý Vân hay Ý Vân? Ý Vân, Ý sắc Ý. Ủa rồi hồi xưa học trường mẫu giáo, con nói mốt con lớn con cưới Gia Hân rồi, còn giờ sao? Gia Hân thì sao? Mốt Gia Hân lại đây đời con cưới rồi sao? Không. Vậy giờ bỏ Gia Hân rồi hả? Dạ, tự nhiên có mới nói cũ nha, vậy là không được. Rồi mình kết thúc video này nha các bạn. Bye bye.